quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Bị tố không ưa Mai Phương, Lan Phương gây gắt phản pháo, suy diễn hẹp hòi. Nữ diễn viên Lan Phương cho biết bản thân phải lên tiếng một lần để tránh hiểu lầm bàn cãi. Sau nhiều ngày im lặng mới đây trên trang cá nhân của mình, Lan Phương lần đầu lên tiếng về nghi vấn không ưa Mai Phương mà cư dân mạng đang đồn thổi. Cô cho rằng câu chuyện đã trôi qua hơn chục năm nên chính cô cũng không còn nhớ. Chuyện một diễn viên tham gia hai vai diễn là điều thường thấy. Cô không hiểu lý do gì nhiều người không quen, không thân lại có thể tùy ý đánh giá về cô một cách thiếu chính xác. Lan Phương viết, đã 10-15 năm không hề gặp nhau, trước cũng không thân quen gì. Và nói thật tôi cũng không nhớ gì nhiều về họ, mà vẫn có những người cho rằng họ có thể đánh giá tôi là người như thế nào. Mới đây họ chia sẻ thông tin để rồi các trang mạng xã hội lan truyền và suy diễn sai lệch về tôi. Rất tiếc là họ đã và sẽ không thể tác động đến cuộc sống của tôi, mà còn làm thể diện của họ giảm đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi, tôi chỉ muốn lên tiếng một lần để tránh sự việc suy diễn sai lệch lan ra khắp nơi, bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn không đúng với người đã khuất. Một vai diễn có hai người diễn chung là quá bình thường ở các sân khấu phía Nam. Tự dưng kết luận là hai nàng Mỹ Châu làm sao ưa nhau được, là suy diễn hẹp hòi mà không có bất cứ một kiểm chứng gì. Bản thân tôi còn không nghĩ gì đến chuyện diễn chung vai đó mà. Nhiều người có thể không đồng ý, nhưng chắc chắn có rất nhiều người đồng cảm với điều Phương viết. Chỉ có điều họ không cần bỏ thời gian comment qua lại với những người đang suy diễn về Phương. Bất cứ câu chuyện nào cũng có nhiều chiều để nhìn nhận. Mạng xã hội làm cho việc dừng lại để suy nghĩ, xem xét sự việc theo nhiều chiều hướng trước khi đánh giá trở nên xa xỉ. Khi đánh giá sự việc ở nhiều góc độ, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc, chân thật hơn. Và điều đó sẽ làm cho chính mình và xã hội trở nên nhân ái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dòng trạng thái của Lan Phương không nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Có vẻ câu chuyện ban đầu đã khiến họ mất đi ít nhiều cảm tình dành cho cô. Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Gia Bảo đã viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Đã đầu óc không bình thường, không biết được những gì bên trong thì nên im lặng. Nói bậy nói bạ không đúng chỗ là kỳ lắm nha bà điên thị xã. Phía dưới bình luận, nam diễn viên Thanh Bình lập tức hưởng ứng, mà tự nhiên ý kiến chi vậy không biết nữa, lần nào cũng vậy. Đáp lại bạn mình, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc bày tỏ, kỳ quá ông ơi, nói được lời nào hay thì nói, bạn mất rồi mà. Qua lời lẽ và theo chuỗi sự kiện khiến dân mạng ngầm hiểu, Gia Bảo đang ẩn ý nói đến chuyện Lan Phương bất ngờ lên tiếng về sự việc của gia đình Mai Phương, dù không liên quan đến mình. Tiếp đó khi một đồng nghiệp ở sân khấu kịch bình luận, hay như vậy lắm anh ơi, từ hồi còn diễn sân khấu cũng hay vô duyên. Gia Bảo cũng tiếp lời, hai nàng Mỹ Châu mà sao ưa nhau được. Dòng bình luận của nam nghệ sĩ khiến các cư dân mạng cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Lan Phương không ưa cố diễn viên Mai Phương. Nghệ sĩ Gia Bảo ngầm ẩn ý Lan Phương không ưa Mai Phương. Trước đó, diễn viên Lan Phương gây tranh cãi khi đăng dòng trạng thái bên vực mẹ của cố diễn viên Mai Phương về đoạn clip được cho là bạo hành con gái ngày cuối đời. Nhiều cư dân mạng cho rằng diễn viên nàng do order bám fan và không tiếc lời chỉ trích nữ diễn viên. Lan Phương lên tiếng bài viết gây bão liên quan đến gia đình Mai Phương. Nữ diễn viên cả một đời ân oán chia sẻ, cô cũng không ngờ bài viết của mình liên quan đến gia đình Mai Phương lại bị nhiều người tấn công như vậy. Ngày 16 tháng 4, diễn viên Lan Phương có chia sẻ dài gây chú ý trên trang cá nhân. Mặc dù không hề nhắc một từ nào đến Mai Phương, nhưng ai cũng biết nữ diễn viên cả một đời ân oán đang nói tới chuyện của ai. Cô viết, không ai sống thay cuộc sống của họ. Ai đó ghé vào rơi nước mắt một chút rồi sẽ lại đi. Ai mới là người thực sự ở lại chăm lo cho gia đình đó, ngoài bố mẹ em. Nhưng có mấy ai muốn hiểu khi số đông đang muốn chỉ mũi dao vào họ. Thành thật mà nói, Phương không ủng hộ việc clip được cố tình quay và cố tình phát tán như vậy. Trước tiên, đó là chuyện riêng của nhà người ta, là chuyện xâm phạm riêng tư của người bệnh và gia đình họ. Em có đồng ý cho người nào đó, chắc đủ thân vì đang ở trong nhà em quay lúc em tiều tụy nhất và gia đình đang rối ren nhất rồi phát tán không? Clip phát lên có mang lại điều gì tốt lành ngoài việc gieo rắc sự phẫn nộ vào bố mẹ em? Con gái em còn quá nhỏ, mất mẹ đã là điều thiệt thòi quá lớn. Giờ mọi người còn muốn găm vào đầu con là ông bà ngoại con rất tệ. Vậy một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào đây? Mọi người đang muốn có chuyện để nói trong những ngày dịch buồn tẻ chăng? Mọi người có nghĩ đến con gái nhỏ của em, có mong bé nhỏ có gia đình, có mong em ra đi thanh thản với nụ cười rằng gia đình đã vô cùng yêu thương em, chỉ là cách thể hiện tình yêu không khéo không?
Không ai có thể hiểu chính xác chuyện bên trong của một gia đình, nhất là khi họ đã trải qua mấy chục năm bên nhau. Trong cách hành xử luôn sẽ có những điều gây bất mãn, nhưng điều cuối cùng là tình yêu thương họ vẫn dành cho nhau. Không ai là không mắc sai lầm, hiểu ra để làm tốt hơn với tình yêu lớn hơn mới là điều quan trọng. Hãy đánh giá bằng sự cảm thương và hãy suy xét cẩn thận trước khi dồn ai đó vào đường cùng. Cuối bài đăng, Lan Phương chia sẻ điều cuối cùng cô muốn nói là các bố mẹ, nhất là bố mẹ trẻ như cô. Hãy dành nhiều tình yêu nhất có thể cho con, hãy yêu con vô điều kiện, hãy lắng nghe con, hãy thể hiện tình yêu đó, đừng trách móc dè biểu con khi con làm sai ý mình. Bài viết của Lan Phương bên cạnh cái kiến đồng cảm ủng hộ cũng nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng. Họ cho rằng nữ diễn viên không nên khơi lại chuyện này khi mọi chuyện đã lắng xuống. Thậm chí, xúc phạm cô nặng nề vì có ý bênh vực mẹ của Mai Phương. Giữa bão dư luận, sáng 17 tháng 4, Lan Phương đã có phản hồi về lý do viết bài liên quan đến nữ diễn viên quá cố. Nữ diễn viên khẳng định cô không có ý định bênh vực. Điều thôi thúc Lan Phương viết lỡ góc nhìn của một người mẹ và mong con gái Mai Phương không phải chịu đựng những điều này. Hôm trước tôi có đọc bài phỏng vấn của bố mẹ Mai Phương và mới cảm thấy thực sự muốn chia sẻ về điều tôi nghĩ. Trước đó một thời gian tôi xem clip nhưng chưa viết, dù đã cảm thấy việc phát tán clip như vậy không mang lại điều gì tốt đẹp cho La Vi. Tôi cũng không đọc tin nhiều trên mạng nên không biết chuyện đang lên hay chìm. Tôi chỉ ở góc độ người mẹ nghĩ về em bé và đọc phỏng vấn của một người mẹ, tôi cảm thấy như vậy nhẫn tâm với em bé quá. Bé mất mẹ rồi bị cả xã hội bảo ông bà còn rất độc ác, không thương con, không thương mẹ con. Và cuối cùng tôi cũng nói về việc xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong cách giáo dục con, để cha mẹ và con cái luôn là những người bạn tốt, hiểu và yêu nhau, để sẽ không bao giờ xảy ra những bất đồng trong gia đình như vậy nữa. Có điều mọi người không muốn hiểu về điều tôi viết, họ chỉ muốn tập trung về cái câu chữ của tôi để tiếp nối cơn giận dữ của họ. Lan Phương cho biết mặc dù vậy, rất nhiều tin nhắn đồng cảm động viên được gửi đến cô khiến nữ diễn viên như được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy mạnh mẽ hơn trước sự tấn công dột dập của cư dân mạng. Thúy Diễm tung ảnh hậu trường cát đỏ, chính thức đoàn tụ cùng Lương Thế Thành sau 6 tháng xa nhà. Thúy Diễm tung loạt ảnh hậu trường của đoàn phim Cát Đỏ kèm lời chia sẻ đầy xúc động gửi đến đoàn phim. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Thúy Diễm bất ngờ tung hàng loạt ảnh hậu trường của đoàn phim Cát Đỏ. Được biết, cô đã theo đoàn phim này được 6 tháng ròng rã và đây là những kỷ niệm đẹp mà bà xã Lương Thế Thành có được với đoàn phim. Thúy Diễm viết, một chặng đường dài và gian nan đã qua, cảm ơn những chiến hữu đã bên Diễm một mặt trận. Từ những nơi nóng rang cháy da của sa mạc đổ lửa hay ẩm ướt nhẹp của những bãi biển trải dài, rồi những dốc núi keo leo hiểm trở hay những khi trưa, nắng bốc mùi thơm muốn xỉu của sưởng nước mắm xong rồi lại mắm tôm. Rồi cùng nhau xả stress cười hít nước sau hậu trường, thương lắm những người bạn của phim Cát Đỏ. Chúc các anh các bạn bình an về nhà bên gia đình và cùng nhau vượt qua mùa dịch nhé. Hết dịch ta lại gặp nhau những dự án khác. Chúc cho Cát Đỏ của anh em chúng ta thành công và được rỡ tỏa sáng như những nụ cười chúng ta đã từng love và remember. Quan sát loạt hình có thể thấy Thúy Diệm đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với đoàn phim, từ những bữa ăn chung, lúc nghỉ giải lao thư giãn, tạo dáng khó đỡ cùng các thành viên trong đoàn, tất cả đều chân thật, sống động và đầy cảm xúc. Chắc hẳn chính Thúy Diệm cũng như các thành viên trong đoàn phim không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này. Đặc biệt hơn là Thúy Diệm và đoàn phim đã có thể trở về đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài cách xa. Trước đó, bà xã Lương Thế Thành nhiều lần chia sẻ chuyện nhớ nhà, nhớ con trên trang cá nhân. Dẫu vậy, cô cũng an tâm phần nào khi có được một người chồng đảm đang và chịu hy sinh. Chính Lương Thế Thành đã chấp nhận ở nhà chăm con để vợ đi quay phim xa. Bài chia sẻ của Thúy Diễm nhận được nhiều sự tương tác của đồng nghiệp như Võ Cảnh, Kali, Thanh Thức và người hâm mộ. Dàn sau việc xót xa chia buồn khi bố đạo diễn Quang Huy qua đời, đã có nhiều sau việc gửi lời chia buồn đến gia đình của đạo diễn nhà sản xuất âm nhạc Quang Huy. Đạo diễn Quang Huy chia sẻ cha anh qua đời ở độ tuổi 80 do tuổi cao sức yếu. Vì tình hình dịch bệnh nên lễ tang diễn ra đơn giản, với sự có mặt của các thành viên trong gia đình, thi hài cha của nam đạo diễn sẽ được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa vào ngày 19 tháng 4. Chồng cũ Phạm Quỳnh Anh đã dành một dòng trạng thái nói về bố và thông báo cáo phó. Mình không biết có nghĩ ba là bạn của mình không, nhưng sau bao năm ra đời nhìn lại thì phát hiện rằng ba làm bạn với tất cả anh em bạn bè chiến hữu cộng sự của mình. Bất cứ ai đến nhà chơi hay làm việc cùng, hoặc sau này mình ra riêng dắt bạn về nhà ăn cơm, ba ngồi nói đủ mọi chuyện, Quang Huy viết. Sự ra đi của ba đối với Quang Huy là mất mát quá lớn, và lần đầu tiên anh phải khóc trước mặt con gái. Nhiều nghệ sĩ khi biết tin đã gửi lời chia buồn đến gia đình đạo diễn anh, trên trang cá nhân của mình. Phạm Quỳnh Anh tinh tế tiếc thương cho ông nội của hai con nhỏ, Lâm An của ông nội thích bài hát này và thuộc lòng rồi đấy à. Phạm Quỳnh Anh có cách chia buồn rất tinh tế,
Nhiều sao Việt như Quốc Trường, Lê Hiếu để lại bình luận chia buồn cùng Quang Huy và gia đình trong những ngày dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Thành kính Phương U cùng gia đình anh. Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ, nhạc sĩ Hồi Anh gửi lời, bạn là người hạnh phúc khi có người cha như vậy, thành kính Phương U. Ông Cao Thắng, Phan Mạnh Quỳnh, MC Vân Hugo, Hứa Vĩ Văn và rất nhiều sao Việt khác chia sẻ, em xin chia buồn cùng gia đình anh. Sĩ Nhân Dân Hồng Vân xin được chia buồn cùng em và gia đình nhé. Phi Nhung xin chia buồn cùng gia đình anh nha. Thanh Bạch xin chia buồn cùng gia đình. Trịnh Thăng Bình chia buồn cùng anh và gia đình nha anh, nghe tin mà buồn quá. Cuối cùng Quang Huy nhắn gửi cha mình, cảm ơn ba đã làm bạn của bạn bè con đến ngày hôm nay, để nửa đời người con không phải mồ côi. Viết đến đây tự nhiên nhớ tựa bài hát và như thế anh đi. Chào anh, người bạn thân luôn cười to điếc tai mỗi lần nhậu, miệng hô vang xong đi ngủ sớm nhất. Bố Quang Huy thường tham dự sự kiện của con trai. Nhạc sĩ Quang Huy chụp hình cùng bố và hai cô con gái với Phạm Quỳnh Anh.